Vâng, trận thi đấu chung kết ở trong xe đấu thứ 16. Vâng, Venlop là người cầm IA, còn Gunny là người cầm Egypt. Chúng ta hãy cùng đến màn hình máy của game thủ. Vâng, Venlop người cầm IA trong trận thi đấu này thôi. Thế này nó biết thế nào bắt hay sao, nó có bóng một nó né hay rồi nó sút hay sao này. RBB. Đã như PS. Anh lại đệm bóng thôi. Anh sẽ ra bẩn đây lại đệm bóng thôi. Chắc căng rồi. Đâu anh ăn mừng rồi, anh nhảy. Ôi, ông quả này đéo nhảy quay người à. Trước từ phút 71 đến 90 vẫn không ghi thêm một bàn nào. Xe là bẩn đi. Phóng hiệu gọn nha. Vâng, chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với trận thi đấu này thôi. Vâng, Vlup là người cầm Egypt. À xin lỗi bạn, Vlup là người cầm IA, còn Gunny là người cầm Egypt. 25 nông dân đến từ Egypt. Vâng, đồ đạc đâu hết rồi. Bên kia có một xe và một chòi son. 26 rồi. Yamato đến từ game thủ Vlup đi đầu này. Căng cò. Vâng, đập lô. Trúng ngay bầy hiêu. Mới chỉ thấy 4 con thôi. Như vậy là một bầy hiêu to đây. Vâng, chính xác là có 6 con. Rồi. Hãy
chiến đằng nào rồi rồi thôi. Vâng, 22 nông dân và một con ngựa giò đến từ game thủ về lớp trong tình huống này. Seng là người đánh cung, nó một là người cầm seng và đánh cung. 5 bé á được thiết kế rồi, bây giờ để chuẩn bị có bánh xe. Bây giờ là con ngựa giò với công rỉa những nông dân đi lẻ ở phía ngoài. Chết luôn con giò đến từ game thủ về lớp trong tình huống này rồi. Như vậy là chưa, à như vậy là chết, chính xác là đã chết rồi. Thiếu một gỗ thiết kế BE trong tình huống này. Vâng, 5 ruộng và 5 nông dân hoang sẽ đủ để sóc 2L. Nhưng tham lai còn 19 thôi. Vâng, người chém không có ra, các bạn thấy là nông dân có bánh xe lao vào xúc ngay. Tương đối khó bài này. Hai mươi lăm nông dân đến từ, vâng, 25 đến từ Egypt. Bi cho son bắt đầu chảy rồi. 22 đến từ vâng Yamato. Tiếp tục đến màn hình máy của game thủ Gunny. À xin lỗi, à đúng rồi, đến màn hình máy game thủ Gunny. Vâng, vẫn lọt. Giờ này có bắt được hay không, ta cùng xem. Ăn được một tên cung đầu đến từ game thủ No1. Nhưng đầu một vẫn rất khỏe. Vâng, có những con ngựa chém đến từ cho son của thủ BB nữa. Có vẻ như là chưa có giáp đến từ những con cung giờ. Vâng, chưa có chặt gỗ luôn. Rất khó khăn. Đi, nó chặt gỗ đầu đấy anh ơi. Rất nhiều thao tay. Nhưng bây giờ thì chặt gỗ đang là chặt gỗ không. Và giáp thì không có. Màn hình máy của em thủ về lớp tham lai 25 thời điểm này. Vâng, có bánh xe luôn rồi. Nhưng mới chỉ có cái công thôi. Vâng, thả lại 32 đến từ điểm thủ Gunny. Vâng, muốn nâng cái chặt gỗ đã. Vâng, nâng cái chặt gỗ một cái đã, sau rồi tính tiếp. Bắt được một con phủ. Đây là tên phủ thứ hai. Vẫn đang rất nhiều thả tay. Rồi, nâng lên rồi. Một tên rất nhiều cũng là đến từ game thủ No 1. Về lớp tham lại 22.
7 cơ hội bật được. 97 thì đúng quyết định. Xem sao bây giờ. Bằng không xem 8 kìa. Có con nhóc. Xem nhiều dân hơn rồi. Từ đây tăng lòng bắt tăng lòng. Nhiều một nhà đâm sầm một nhà con vũ của. Đi quân hơn cái đấy hiểu không nhỉ? Đánh không để lâu về dài phát triển cho xem. Còn các gương này để cho nó áp xem những giống nước của mẹ ăn được không? Nó phát triển thật tốt thì phải đi của nhà đi ăn. Vâng, thế trận đang rất căng thẳng ở thời điểm này. Tách hai ông dân về đóng một chiếc BA, sau đó thì có vẽ thêm ruộng hay không? Dường như đã là ra 4 rồi. Đúng rồi, đã là ra 4 rồi nhưng chưa đồng máu trong tuần này. Và số lượng cũng đang là ở mức độ bình thường thôi, không phải là nhiều. Về lớp thằng này 24 liên tiếp bị quản. Rất đông chém đến từ tuyển thủ BB. Nó mạnh nhất thì không động vào nó nữa. Chém bốn nhám rồi. Đi kia lên sới cả. Trận này nó nói thẳng ra nếu thằng Egit nó lại vô đầu lúc đầu. Nó khỏe hơn hẳn. Không nên thời vô đầu lại cảm giác nó thủ bao nhiêu lần để chắc mà khóc bao nhiêu tên quân rồi. Lại còn phải mất cái 2 lít gỗ để xây cái BN mới bên trong nữa. Không, mất cái đóng vào cái ống ruộng lớn lại. Đi bịt mẹ xây một chém nó cứ lên đều hơn cái IA ấy. Cảm ơn. Ừ. Bịt mẹ. Không, mất thôi. Đang tham lai và đang đi hai đi sai rồi. Vâng, tỷ số là 8 đều về C và chúng ta cùng chờ đợi xem còn C đấu nào nữa hay không. Bây giờ đã là hơn 7 giờ sáng rồi. Trước hay không cái cây gì trước hay không cầm cắt cứu được.